Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với búp bê Poppy Playtime đi chơi nha. Ủa cái gì vậy? À bà chị này, bà chị muốn cái gì đây? Bà chị gọi em hả? Hello bà chị, sao vậy bà chị? Ủa, mình nhớ là lần gần mình sẽ tương tác được mà. Sao không được ta? Cái gì vậy bà chị? Ui. Cái gì vậy bà chị? Ui, quánh lộn rồi. Xong nguyên rồi các bạn ơi, quánh lộn. Quánh không có trúng, quánh lộn rồi các bạn. Thôi thôi anh trai ơi, em xin lỗi mà, em lỡ trúng thôi. Em định nựng má chị gái kia mà không ngờ trúng anh. Anh đừng có đánh em mà, em xin lỗi anh. Rồi xong phim luôn. Đúng rồi, búp bi, búp bi, búp bi ơi. Cứu mình với búp bi, búp bi. Trời ơi, dẫn nhau đi chung mà, mình bị đánh tại sao không cứu mình? Các bạn coi anh trai đấy nè. Này thì dám nhờn với em nè. Anh trai muốn đánh em đúng không? Này thì đánh em. Đánh em nè, đánh em nè. Ui trời ơi các bạn. Con xe nó hơi bị ghê nha các bạn. Đó, nó gắn nguyên một cái vỏ tiện phía sau luôn các bạn ơi. À, cái động cơ đẩy chứ rất là ghê nha các bạn. Ui da, rớt cửa ra ngoài rồi. Tuy là xe điện nha, nhưng mà nó có gắn thêm cái phần động cơ này các bạn. Chả hơi bị khỏe luôn á. Đây, ngày hôm nay mình sẽ cùng với búp bê Playtime đi chơi nha. Cái tên nó dài quá các bạn, đọc cũng hơi bị khó nha. Rồi, mình sẽ dẫn búp bê lại đây chơi thôi các bạn ơi. Nào búp bê, tại đây đi vô lưu với mọi người đi. Mình nhớ ở dưới đây hình như có mấy anh trai giang hồ nè các bạn ơi. Rồi tăng thấp luôn. Ui đã quá các bạn. Ôi đụng một phát một. Hả? Anh trai kia chưa lên đề à? Chạy đã lắm các bạn ơi, chạy lắm các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè, một phát một thôi đó, 200 km cho một giờ luôn các bạn. Ui, mình thì bay dính dách luôn nè. Ơ cái gì vậy? Em lỡ em chạy xe đụng té thôi mà, anh cũng quánh em nữa. Đúng rồi búp bê ơi, đánh đi búp bê. Này thì dám nhờ với mình nè. Ôi bắn em búp bê của mình hả? Đánh em búp bê của mình hả? Này thì bắn nè, bắn nè. Bắn nè, bắn nè. Ui lên sao rồi các bạn ơi. Nghĩ sao vậy, không biết mình giang hồ hả? Dám bắn mình nè, bắn mình nè. Chưa đi chơi nữa các bạn. Mà vào đây quậy quá chừng quậy luôn. Cái gì? Bắn mình nữa đúng không? Bắn mình nè, bắn mình nè. Lên xe thôi Bobby ơi, Bobby. Đây các bạn coi nè, dám nhận với mình nè. Chỉ cần mình ấn phím E một phát thôi các bạn, là con xe này nó muốn bay lên trời luôn á. Đây các bạn coi nè. Nè, dám nhận với mình nè, dám nhận với mình nè. Bắn mình hả, bắn mình hả. Ôi cảnh sát đến các bạn ơi, cảnh sát đến. Cảnh sát đến, cảnh sát đến. Thôi mình tắt sao đi các bạn ơi. Cảnh sát mà đến là mấy thanh niên này bỏ chạy à. Rồi bỏ chạy hết rồi. Từ từ thôi mấy anh trai cảnh sát ơi. Mấy anh trai cảnh sát căng thẳng quá à. Đúng rồi, núp đi, núp đi. Khôn hồng thì núp đi, không núp là mình đụng đó nha. Hơi bị dữ luôn các bạn. Con xe này mà nếu như mình tắt hết xe các bạn, chứ mình nghĩ chắc nó bay lên trời luôn á. Nó chạy dữ lắm các bạn ơi. Ui, cốp xe cảnh sát, cốp xe cảnh sát nè, cốp xe cảnh sát nè. Chơi mà cốp xe cảnh sát hả? Đâu rồi ta, thanh niên kia đâu rồi? Dám trộm xe cảnh sát. Này thì trộm xe cảnh sát nè. Này thì trộm xe cảnh sát nè. Mà con búp bê này các bạn ơi, nó không có vũ khí, nó chỉ có một cái bóng chày của bà ngoại thôi à. Nó đánh thì bị yếu luôn á. Nào, bắn mình hả, bắn mình hả. Này thì bắn mình các bạn. Cái đoạn đó mới mắc cười quá các bạn. Các bạn có thể tua lại đó tầm khoảng 10 giây các bạn xem á. Mà liền trái đầu đạn trên người thanh niên đó, trái đầu đạn nó dính trên người. Xong rồi trái đầu đạn rớt xuống, thanh niên đó đứng nhìn trái đầu đạn đó chứ. Ôi vãi chưa. Kiểu như là từ nào cho đến bây giờ chưa thấy đầu đạn hay sao đó các bạn. Mình chọi đầu đạn đã vậy không chạy đi, còn đứng nhìn đầu đạn nữa chứ. Xong rồi nó một phát một lên đè luôn. Rồi rồi thôi mà mấy anh cảnh sát ơi, đừng có đuổi theo em mà. Ngày hôm nay cho em chém búp bê đi chơi đi. Ui các bạn coi kìa, hơi bị đã luôn nha. Nhưng mà nó chỉ được đâu đó tầm khoảng là 4 đến 5 giây thôi các bạn. Xong rồi nó sẽ ngưng lại nha. Nó phải hồi lại chút xíu các bạn. Để mình fix lại con xe cái đã, chưa hết mà xe nó bị hư tùm lum tùm la rồi. À, vào đây có anh trai cửa hàng bách hóa tổng hợp các bạn ơi, búp bê ơi vào đây chung với mình nha. Thanh niên ghê quá, sao đó mất tiêu cái nón của mình rồi. Cái này các bạn là do thời tiết này dịch bệnh quá chừng đó các bạn nên mình mới bịt cái này nha. Chứ không phải mình lẫn cướp đâu các bạn. Đó. Này dịch bệnh phức tạp quá các bạn ơi, nên mình đeo cái này thay cái khẩu trang nha. Sao anh trai muốn cái gì? Cái gì mà oh no, cái gì mà oh no? Ồ, bán cho em sô cô la đi. Thôi 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 anh trai, em không lấy tiền đâu. Bán cho em mấy thanh sô cô la cho búp bê đi.
Anh trai, em không lấy tiền đâu, đừng, đừng mà, đừng. Ui, đừng, 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 búp bê, đừng, 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 đừng. Trời ơi, đánh người ta luôn rồi. Đừng có đánh mà. Xong video rồi các bạn. Mình chỉ muốn... À, nào búp bê đi ra đi, búp bê ơi, búp bê đi ra đi. Mình chỉ muốn mua sô-cô-la thôi các bạn. Mua sô-cô-la cho búp bê nè. Rồi, búp bê ơi, lấy sợ một bên. Cái gì vậy? Tiền lợi rất là các bạn, nếu mình lụm luôn. Trời ơi, mình chỉ muốn mua đồ thôi mà, chứ mình đâu muốn lấy tiền đâu, anh trai đó lấy tiền, mình cảm muốn chết luôn vậy đó. Rốt cuộc sao mà bị đánh là một đấm rồi các bạn. Rồi, để mình tắt sao nha, để mình tắt sao nha. Ôi, mình mới dẫn sơ sơ thôi các bạn, mà cảnh sát tìm mình quá chân luôn á. Nào búp bê ơi, bây giờ mình sẽ vào đây cướp ngân hàng nha các bạn. Búp bê ơi, đi vào đây với mình nè, cẩn thận nha, coi chừng bị phát hiện đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn camera nha các bạn. Mọi người ơi, mọi người đừng có chạy nha. Chạy là mình bắn đó. Mọi người đừng có chạy. Đúng rồi, nằm xuống hết đi. Còn bà chị này, người ta vào cướp ngân hàng rồi, còn ở đó bấm điện thoại nữa. Chán bà chị ghê luôn á. Mọi người, mọi người, mọi người đừng có chạy, mọi người đừng có chạy. Rồi, xong video các bạn ơi. Đã chạy ra ngoài rồi, còn báo cảnh sát nữa. Hai camera. 3 4 5. Rồi, quản lý ơi, quản lý. Lại mở cửa giúp em đi. Chị quản lý ơi, chị quản lý. Lại đó mở cửa giúp em đi chị quản lý. Cái gì vậy? Còn đứng nhìn tới nhìn lui nữa. Mở cửa đi để chút em cho tiền nè. Nhìn lên nha bà chị. Ủa camera này mình nhớ mình bắn rồi mà ta. Đó, bắn cái nữa cho rớt luôn các bạn. Rồi bà chị, cứ bình tĩnh lấy đồ đi không sao đâu. Em không làm gì bà chị đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Mở khóa ra cho em nhanh lên đi. Cái này mình hack cũng được đó các bạn. Nhưng mà thôi, mình để cho họ mở nha. Ôi, bà chị khỏe ghê luôn các bạn. Cái cửa to vậy mà mở. Bảo quay bảo mở đang cái một luôn á. Ôi các bạn ơi, tiền rồi vàng nữa kìa. Ôi da, cái gì ngon dữ vậy. Đúng rồi, gom tiền, gom tiền. Ôi, sao nó đưa mình cái góc này nhìn xấu dữ vậy ta. Cái góc này nhìn không có đẹp các bạn ơi. Nó có cái góc khác nhìn đẹp hơn. Đó, cho tiền vào ba lô thôi các bạn. 8 triệu mấy đô rồi, 10 triệu. Ôi, tiền ít dữ vậy ta. Mình thấy tiền nhiều lắm luôn các bạn. Như vậy mà chỉ được có 10 triệu đô thôi à. Vàng đó các bạn ơi. Đúng rồi. Đây. Vàng cũng ít nữa các bạn. Kỳ vậy ta. Mình nhớ thông thường là mấy cái này các bạn. Nếu như mình cốp như vậy á, cũng được đâu đó tầm khoảng là mấy chục triệu nha. Có khi cả 100 triệu đó các bạn. Còn cái này mình thấy quá chân luôn. Mà sao được đâu đó tầm khoảng có 23 triệu vậy. Chán ghê luôn các bạn ơi. Chuồn 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 thôi các bạn. Bà chị ơi, em cho bà chị tiền nè. Ơi, nhưng mà làm sao cho bà chị tiền đây. Xong phim luôn các bạn ơi. Cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi. Mình không biết làm cách nào cho bà chị đó tiền luôn á. Ủa, đồ búp bê đâu? What the hell, búp bê đâu rồi? Ôi, em búp bê của mình. Ủa, mình nhớ hồi nãy là đi vào của búp bê mà các bạn. Búp bê chạy đâu mất tiêu rồi. Ui, còn anh trai này chạy gì vậy? Chạy gì mà đứng một chỗ không vậy? Chạy cái gì vậy? Chạy gì vậy? Các bạn coi nè. Anh trai này hát tới sao đó các bạn. Chạy kiểu gì kì vậy? Chạy kiểu gì kì vậy? Ôi, cảnh sát. Anh trai cảnh sát nè, anh trai cảnh sát nè, bắn rớt súng ra ngoài luôn nha. Anh trai cảnh sát nè. Ơi, dưới cái cửa rồi các bạn ơi, dưới cái cửa rồi. Ui. Xong phim luôn các bạn. Đánh mình nè, đánh mình nè, đánh mình nè. Chàng bắn súng nha. Bắn mình nè, bắn mình nè, bắn súng điện luôn các bạn ơi. Bắn súng điện luôn, rớt súng ra ngoài luôn nha. Ồ, cầm cái gậy cảnh sát nữa hả? Đâm quá các bạn, cảnh sát đâm quá, cảnh sát đâm quá. Rồi, mấy anh làm gì em nè? Mấy anh làm gì em nè? Mấy anh định làm gì em nè? Mấy anh định làm gì em nè? Chuồn 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 đó các bạn ơi. Đội xì quát với mình nè, đội xì quát với mình nè. Em búp bê hình như bị cảnh sát bắt rồi các bạn. Chán ghê vậy. Ôi, anh trai đóng cửa lại giùm em đi anh trai. Rớt cửa ra ngoài rồi các bạn ơi. Này thì đuổi theo em nè. Ui da, nó chạy ghê quá các bạn, nó chạy ghê quá. Rồi xong phim luôn. Xì lốp xe rồi các bạn ơi, xì lốp xe rồi. Ồ, chỗ này có một cái đồn cảnh sát hả? Mình nghĩ có thể là búp bê bị bắt ở đây đó các bạn ơi. Để mình trốn cảnh sát xong đi. Sau đó mình sẽ ở đó để kiếm em búp bê nha các bạn. Rồi luôn, em búp bê đi chung với mình. Trời ơi, bị cảnh sát bắt rồi các bạn ơi. Mình đã nói là đi sát với mình đi mà. Trời ơi, đi ở đâu á, bị cảnh sát bắt rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy trốn cảnh sát nha. Căng quá các bạn ơi. Bữa nay định chở em búp bê đi chơi mà không ngờ bị cảnh sát bắt rồi. Rồi, fit lại liền luôn. Đố mình cảnh sát bắt được em nha. Đố mình cảnh sát bắt được em nha. Chạy đã lắm các bạn. Con xe này hình như là ở trong online được trước mình có lấy đi cướp rồi các bạn ơi. Nào 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 nào.
sao, đừng. Nó chỉ có một cái điểm trừ duy nhất là xe điện thôi các bạn. Xe điện nó chạy cái tiếng khá là êm luôn á. Mình thích mấy con xe mà cái tiếng bô lớn lớn các bạn. Còn con xe này nó chạy im ru bà rù à, nghe hơi bị chán luôn á. Đây, ui. Chỗ này có một cái đường cống rồi các bạn. Mình sẽ chui vào đây mình rút cảnh sát nha. Được 23 triệu đô. Nhưng mà búp bê Playtime bị bắt rồi các bạn ơi. Chán ghê luôn á. Nào, chạy. Ui da. Đây. Đố mình cảnh sát bắt được em nha. Mình trốn ở trong đây thì chắc chắn với các bạn là 100% mình sẽ bị mắc sao luôn á. Trong đây trốn cảnh sát dễ lắm các bạn ơi. Rồi, nào. Mình phải chạy sau vào trong kia thôi các bạn. Như vậy mình trốn cảnh sát mới dễ nha. Ui, cái gì mà toàn là bị trong không vậy? Rồi, cái đoạn này thẳng này các bạn. Tăng tốc lên. Rồi. Chạy đảo quá các bạn ơi. Mình ghiền con xe này rồi nha. Đó các bạn. Ui, văng ra ngoài luôn rồi. Để bây giờ mình vào đây mình thử tìm em búp bê nha các bạn. Không biết là em búp bê đi chung với mình ngày hôm nay có ở đây hay là không đây. Wow các bạn ơi. Đồn cảnh sát ngày hôm nay làm gì mà đông dữ vậy. Ui, có cả đội đặc nhiệm siêu quá luôn các bạn. Ây da, hơi bị căng nha. Trong đây thì mọi người làm cái gì đây? Oh, hello anh trai lao công. Anh trai lao công có thấy em búp bê Playtime không anh? Anh trai ơi. Chán anh trai ghê luôn á. Thôi các bạn ơi, để mình ở đây mình làm lon nước ngọt nha. Oh, được đây các bạn ơi. Bữa nay có xì bông nè. Hiếm lắm các bạn. Thông thường thì mình chỉ uống toàn cola thôi. Ngày hôm nay có xì bông nha. Hơi bị đã luôn á. Rồi, làm thêm lon nữa các bạn ơi. Uống hai lon đi. Cho sảng khoái tinh thần mắt lạnh dài lâu. Đó, một lon nữa. Ôi, căng quá các bạn ơi. Trong đây cảnh sát hơi bị đông nha. Cái này mà nếu như bây giờ mà mình muốn cứu em búp bê các bạn, là mình phải nhờ người khác thôi, chứ mình cũng không được đâu. Có thể là mình sẽ nhờ đội Cobra, và cũng có thể là đội cảnh sát cơ động Việt Nam nha. Rồi, xong phim luôn các bạn. Cái cửa này vào không được rồi. Rồi, áo giáp. Cửa này vào không được luôn. Toàn bộ cửa đã bị khóa rồi các bạn ơi. Ở đây vào được không? Không được luôn rồi. Kèo này hơi căng này các bạn. Ơ bà chị ơi, em có một chút công việc, bà chị cho em vào đây nha. Rồi mọi người đang làm gì đây? Hàng các kiểu nè các bạn. À, đường này là đường mình lên trên sân thượng hả? Ok. Cái này nó để là chỉ dành riêng cho những người làm việc trong đây thôi các bạn. Nhưng mà mình đi vào được nha. Mình xin phép rồi các bạn, cho nên là mình đi vào được. Ôi cái gì mà cao dữ vậy. Ô anh trai ơi, cái cửa này được không anh? Anh trai ơi. Trời ơi, cái cửa đó đi không được. Anh trai cũng nước nước canh nữa. Chán manh ghê luôn á. Rồi làm cái gì đây? Súng nhắm các kiểu hả? À đây các bạn ơi. Ui mình thấy rồi các bạn. Búp bê Playtime kìa. Đang bị bắt bởi đội cảnh sát với lại là đội đặc nhiệm siêu quá các bạn ơi. Như vậy là không xong rồi. Căng quá các bạn ơi. Chỗ này mình thấy mọi người đứng canh gác khá là nhiều luôn á. Cảnh sát các kiểu nè các bạn. Súng quá chừng luôn á. Cái này á, mình vào đây mình cứu. Mình chưa cứu được nữa. Mà mình với búp bê của chuyện bay màu rồi các bạn ơi. Khó à nha. Chỗ này là mình phải nhờ đồng đội giúp rồi các bạn ơi. Để mình chụp ảnh tấm hình nha các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ nhờ đến đội cảnh sát cơ động Việt Nam nha. Ơ búp bê, đừng có nhận người quen nha. Đứng đó chờ mình chút xíu đi. Đây các bạn ơi. Rồi. Chụp tấm nè mấy anh trai ơi. Cười lên mấy anh trai. Trời ơi anh trai cảnh sát kìa. Cười lên đi anh. Cười lên đi, hàm răng tỏa nắng. Mấy anh trai xì quát nữa. Gỡ mũ xuống đi em chụp tấm hình cho nè. Đó mọi người cười tươi lên nha. Em là nhà báo thôi chứ em không có làm gì đâu. Đó các bạn ơi. Rồi mình sẽ lưu vào điện thoại nha. Một chút nữa mình sẽ gửi cho lại cảnh sát động Việt Nam các bạn. Mình sẽ nhờ cảnh sát động Việt Nam giúp mình nha. Chứ về hơi bị khó rồi các bạn ơi. Ôi không ngờ là hồi nãy đi cướp với mình búp bê đã bị cảnh sát bắt rồi các bạn. Mình kêu đi sát chung với mình đi mà không chịu đâu. Ôi chỗ này cũng nhiều các bạn ơi. Cảnh sát đông quá. Ê từ. Ngã té sắp mặt luôn các bạn. Ơ chỗ này có cửa nè. Mà không được rồi các bạn ơi. Hồi nãy mình kêu đi chung với mình đi không chịu đâu. Đi lạc rồi bây giờ bị cảnh sát bắt rồi các bạn ơi. Chứ mình phải gọi điện cho đội cảnh sát Việt Nam. Giờ mình nhờ họ giải cứu búp bê. Mình nhầm các bạn. Và nhờ đội cảnh sát cơ động Việt Nam giải cứu búp bê Playtime ha. Chứ vậy là không ổn rồi các bạn ơi. Yêu cầu anh đứng yên. Anh đã bị bắt vì tội buôn bán và tàng trữ cái chất cấm. Ôi các bạn ơi. Mình chỉ kêu đứng yên thôi mà. Tại sao cầm súng bắn mình. Ôi này thì bắn mình nè. Khu vực chỗ này giang hồ quá các bạn. Mình kêu đứng yên thôi mà gọi anh em tới bắn mình quá chừng luôn. Này thì bắn cảnh sát nè. Mình chỉ kêu đứng yên cho mình kiểm tra thôi mà. Tại sao lại bắn mình. Ui
Con cày này cứ theo cắn mình hoài ta, khó chịu quá các bạn. Bắn nè, ui da, bắn hụt quá. Tội bắn hụt rồi các bạn ơi. Rớt súng ra ngoài nha. Ây. Bắn hụt quá chân luôn các bạn ơi. Bắn mình nè, bắn mình nè. Bắn mình nè, bắn rớt súng ra ngoài luôn nha. Bắn rớt súng ra ngoài luôn nha. Hung dữ với mình hả, hung dữ với mình hả. Đúng rồi đồng chí, bắn đi đồng chí ơi. Bắn đi đồng chí ơi. Mình thì bắn súng đệ nha các bạn. Còn đồng chí đi chung với mình thì bắn AK. Đó, hung dữ nè, này thì hung dữ nè. Này thì hung dữ nè, bắn rớt súng ra ngoài luôn. Này thì hung dữ nè. Ủa, ai điện thoại cho mình vậy? Trời ơi, đang làm nhiệm vụ mà. Căng quá các bạn ơi. Đang làm nhiệm vụ mà ai điện thoại cho mình đây ta? Trời ơi, chán ghê luôn á. Nào, đứng yên đó, không được chạy nha. Đứng yên đó, không được chạy. Lại hụt nữa rồi các bạn ơi, lại hụt nữa rồi. Chạy với mình nè, bắn rớt súng ra ngoài luôn. Đã như vậy còn hung dữ nữa chứ. Nè, ui da, sao bắn hụt không vậy ta? Bên kia còn một người nữa các bạn ơi. Chạy đâu, không được chạy nha. Cảnh sát đây. Các anh đã bị bắt, Như vậy mà mấy anh còn ngoan cố chống trả nữa chứ. Ui, cầm súng nè, bắn rớt súng ra ngoài luôn. Ơ, rồi con xe của mình đâu? Hồi nãy mình mới đậu con xe của cảnh sát cơ động Việt Nam đây các bạn ơi. Ai cho mất tiêu rồi? Vãi mấy thanh niên này thiệt chứ. Cảnh sát làm nhiệm vụ, xe cảnh sát cũng không tha nữa. Chôn xe của mình mất tiêu rồi các bạn. À mình quên, để mình kiểm tra điện thoại thử đã các bạn ơi. Trời ơi, đang làm nhiệm vụ mà nhắn tin cho mình đây. À, Phan Liên nhắn tin cho mình các bạn ơi, để mình xem thử nha. Ôi, Phan Liên có nhờ mình giải cứu dùng con búp bê lễ tham các bạn ơi. Búp bê đã bị bắt bởi cảnh sát khu vực trong thành phố. À, mình biết chỗ này rồi các bạn ơi. Nó cũng nằm khá là gần đây luôn á. Chị ơi, bây giờ tôi với đồng chí sẽ cùng nhau thực hiện thêm một cái nhiệm vụ nữa nha. Không xong rồi các bạn ơi, ngày hôm nay mình tưởng đâu chỉ có một cái nhiệm vụ thôi. Không ngờ bây giờ mình lại giúp Phan Liên đi giải cứu con búp bê Playtime chứ. Rồi, lên xe thôi đồng chí. Để mình nhớ đường đã. Đây, đi thôi các bạn ơi, Nào mọi người ơi, đừng có giúp. Mấy thằng này là giang hồ đó. Bắn người ta dữ lắm luôn nha. Trời ơi các bạn coi kìa, còn đuổi theo đánh mình nữa chứ. Mấy thanh niên này giang hồ lắm các bạn ơi. Đã như vậy bộ y tế còn đến giúp nữa. Mình bắn cho lên đề hết rồi các bạn. Rồi, để mình chạy đến ngay chỗ khu vực nha các bạn. Mình nhớ hình như là nó nằm ở phía bên tay trái của mình. Đây, đường như này nè các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đi một vòng mình tìm cái đường lên nha các bạn. Mình nhìn trong tấm hình đó là mình biết là nó nằm ở trên sân thượng rồi các bạn ơi. Mình phải đi một vòng mình xem có chỗ nào lên hay là không nha. Bởi vì lúc trước mình đã giúp cảnh sát chỗ đó rồi các bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình sẽ cầm súng nhắm mình bắn thử từng người nha các bạn. Chứ mình không thể nào mà mình ở đó mình đột kích liền đâu các bạn ơi. Như vậy là dễ bị lộ lắm. Cảnh sát phải giúp cảnh sát mà. Còn đằng này cảnh sát là giúp Phan Liên. Bắn cảnh sát để giải cứu búp bê các bạn. Thì ra là ở đây hả? Trên sân thượng. Rồi ok. Xung quanh đây thì mình thấy nó có khá là nhiều tòa nhà nữa các bạn. Ôi, tòa nhà này cao nè các bạn ơi. Mà không biết có đường lên hay là không đây ta. Rồi xong viên rồi các bạn ơi. Chỗ này không có đường lên rồi. Ôi, cực rồi các bạn. Đằng kia mình thấy có một cái cầu thang kìa. Lên được không ta? Có cầu thang lên nhưng mà mình không thấy nó có cái đường lên trên ấy các bạn. Ê, tòa nhà này nếu được nè các bạn. Nhưng mà xa quá. Cái gì căng vậy? Chỗ lên được, chỗ không lên được các bạn ơi. À, phía bên đây mình thấy có cái khu nhà nè các bạn ơi. Để mình xem thử nha. Ui, từ thôi. Con xe nó rít ghê quá các bạn. Cái bánh xe nó trơn lắm. À, ở đây nè các bạn ơi. Ở đây nè, đây có cầu thang nè. Rồi mọi người đi chỗ khác đi mọi người ơi. Đừng ở đây nha. Một chút nữa có bắn nhau đó, cảnh sát sẽ đến đó. Đây rồi các bạn ơi, có cầu thang đi lên rồi. Mình sẽ sử dụng súng nhắm mình bắn tỉa nha các bạn. Rồi, phía bên kia. Đúng rồi các bạn ơi, mình thấy rồi. Mình sẽ núp ở đây mình bắn tỉa thôi các bạn. Đó, để mình sử dụng cái súng nhắm cabaret đi các bạn. Nhưng mà mình sẽ chỉnh cho nó chế độ giảm thanh nha. Weapon đâu rồi ta? Sinai nè các bạn. Đó. Ok. Đâu rồi? Đây các bạn, mình sẽ bắn xong rồi mình sẽ để cho búp bê tự chạy nha các bạn. Chứ mình không thể nào mà mình giúp em búp bê được đâu các bạn ơi. Như vậy là mình sẽ bị lộ ha. Mình sẽ mở số lên bình thường luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ tỉa ngay những người mà đang canh gác búp bê các bạn.
Rồi leo lên leo lên leo lên leo lên. Wow. Chỗ này gần quá các bạn ơi, không ổn rồi. Mình phải đứng xa xa một chút đi các bạn ơi. Cái chỗ đó gần quá. Ôi, cái này cũng không được luôn ha. Chỗ thì gần quá còn chỗ thì cao quá các bạn. Thôi, mình sẽ đứng ở đây mình nhắm nha. Rồi đồng chí ha, đồng chí, nắp vào đi đồng chí ơi. Đây các bạn ơi, búp bê đây, búp bê đây. Rồi, nè, này thì búp chạy đi búp bê, chạy đi búp bê. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Rồi các bạn ơi, búp bê đã chạy xuống dưới rồi các bạn. Cảnh sát nè. Đội si quá nè. Đội si quá nè. Này thì bắn mình nè. Wow các bạn. Hình như là mọi người họ đang bỏ chạy hay sao các bạn ơi. Họ đi xuống dưới đó các bạn. Họ sẽ đột kích qua bên đây nè. Này thì đột kích với mình nè. Này thì đột kích với mình nè. Này thì đột kích với mình nè. Đó. Bắn súng nhắm phía đó là mỏi tay luôn các bạn. Nào mọi người. Rồi xong video các bạn ơi. Mọi người bỏ qua đây nè các bạn. Mọi người qua đây tìm mình nè. Không được đâu các bạn ơi. Ui té xuống luôn hả. Xì quá nè. Rồi các bạn mọi người bỏ chạy qua đây rồi. Chạy qua đây nè. Trời ơi sao ngày nay bắn gà vậy. Bắn toàn hụt thôi các bạn. Nào đồng chí. Chạy 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 chạy. Ơ bị phát hiện rồi hả. Ơi các bạn. Chạy gì mà nhanh như vậy. Mình mới đứng ở phía bên kia thôi mà mọi người chạy qua đến đây rồi. Không sao đâu các bạn ơi, bị lộ rồi. Bị lộ rồi thì bây giờ mình chơi khô máu luôn. Dù sao thì họ cũng đã nhận diện ra mình rồi các bạn ơi. Bây giờ mình chạy trốn cũng như vậy thôi. Nào đồng chí. Hỗ trợ mình đi đồng chí ơi, hỗ trợ mình đi đồng chí. Này bảo vệ này, anh bảo vệ này, anh bảo vệ nè. Đây thì cảnh sát nè, cảnh sát nè. Rồi. Thả người xuống đi, thả người xuống đi. Mình bắn hết luôn, mình bắn hết luôn. Mình không ngán đâu, mình không ngán đâu. Này thì đu dây xuống nè, này thì đu dây xuống nè. Đó các bạn. Ôi, không đủ tầm hả. Rồi bắn ngay cánh quạt nha, bye bye. Đồng chí ơi, đồng chí, còn đây nè đồng chí ơi. Đồng chí ơi, lại đây hỗ trợ mình đồng chí. Wow các bạn, mình nhìn xuống bản đồ minimap, mình thấy ở phía bên đồng cảnh sát á khá là đông luôn các bạn ơi. Rồi, mình sẽ nhắn tin cho Phân Liên và kêu Phân Liên đi giải cứu búp bê nha các bạn. Nhiệm vụ mình chỉ như vậy thôi, mình bắt cảnh sát, mình hỗ trợ như vậy thì cũng khá là ok rồi các bạn ơi. Này, trực thăng này, trực thăng này. Trực thăng này, trực thăng này, bắn ngay phi công luôn các bạn ơi, bắn ngay phi công luôn. Rồi, bye bye nha. Wow. Ở bên phía đồng cảnh sát bên đây mình thấy nó có khá là nhiều mấy cái chấm luôn các bạn. Đó các bạn nhìn xuống bản đồ minimap á, các bạn thấy chớp chớp quá chừng luôn kìa. Chớp với mình, chớp với mình nè, chớp với mình nè. Ui, có con xe này cũng ngon nè các bạn ơi. Nào đồng chí, đi lên xe này với mình đồng chí ơi. Wow, con xe này ngon nè các bạn. Đó, 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 đó. Được, ổn định ghê luôn các bạn ơi. Cái gì vậy, còn đuổi theo bắn mình nữa hả, còn đuổi theo bắn mình nữa hả. Này, đội si quá với mình nè. Ôi các bạn ơi, có con Insurgent luôn kìa. Ơ nhưng mà Insurgent này đi tầm khoảng 6 người các bạn bắn mới được nha. Chứ đi có 2 người bắn không được đâu các bạn ơi. Cái này mình trộm mình đi chỉ cho vui thôi các bạn. Chứ bắn không có được đâu. Không biết đồng chí này có lên người bắn hay là không đây ta. À người bắn luôn các bạn. Được 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 được. Đó. Ngầu chưa các bạn. Như vậy là đi 2 người bắn vẫn được nha. Mình nhầm các bạn ơi. Mình tưởng đó là đi đông bắn mới được. Mà không ngờ đi tầm khoảng 2 người thôi bắn được đó các bạn. Rồi đồng chí. Phi sót đi đồng chí ơi. Phi sót đi, phi sót đi, phi sót đi. Này thì bắn mình nè, này thì bắn mình nè, bắn mình nè. Đúng rồi đồng chí. Bắn phi sót luôn đồng chí, bắn phi sót luôn, bắn phi sót luôn. Ủa các bạn ơi, chỗ đó nữa kìa. Kẹt lại với mình nè, kẹt lại với mình nè. Rồi ok. Thì ngày hôm nay mình có dẫn em búp bê Playtime đi chơi các bạn ha. Thì có đi bắn nhau với băng đảng giang hồ nè, rồi đi cướp ngân hàng nè. Nhưng mà vô tình em búp bê bị cảnh sát bắt các bạn. Giờ mình đã nhắn tin nhờ đội cảnh sát cơ động Việt Nam đến hỗ trợ. Ok, thì đội cảnh sát cơ động Việt Nam làm nhiệm vụ phải nói khá là ổn luôn các bạn. Làm nhiệm vụ xong một phát một luôn, chỉ cần bắn tỉa thôi làm mấy thanh niên này lên đè liền luôn. Đó, em búp bê cũng đã được giải thoát rồi các bạn ơi. Bỏ chạy mắt dép luôn. Nhiều khi em búp bê cũng không biết là giải cứu nữa các bạn. Đó, đang đứng thì chỉ biết là mấy thanh niên cảnh sát tự nhiên té xuống thôi. Mình bắn súng ngắn giảm thanh mà các bạn. Rồi ok, giờ mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video của mình đây thôi các bạn ơi. Rồi, mình tạm biệt các bạn nha. Bye bye.